Xin chào tất cả các anh em, chào các bác quay trở lại với kênh Viết Phú. Nay thì em không mấy hôm nay không có đi quán được, để cuối tuần này thì mới lên cái quán ở trên xa ấy. Để có một số bác có đặt mấy con hàng lên đây xem còn không để mua cho các bác. Thì cái quán đấy trên đấy trước dịch nó khá căng nên là không đi được, nên là đợt này xong dịch thì em mới đi được. Thế đợt này thì em có nhận hàng đấu giá và mua một số con, ví dụ như trước em mua con lắc men D200, con đấy giá tầm 14 triệu mấy ở bên này, mỗi khoảng tầm 95 đến 98%. Thì về Việt Nam nữa thì nó tầm công ship với thứ lên tầm hơn 17 triệu gì đấy, 17 triệu mấy đấy, thì cũng gần gần bằng với hàng ở Việt Nam thôi. Đắt thì tiền cũng ngang ngang, nhưng mà về chất lượng thì có thể ở Việt Nam thì cũng có thể là hàng tốt, nhưng mà bên này thì có thể là yên tâm hơn, là hàng có nguyên bản hơn chứ không không phải là hàng sửa chữa. Thì hôm nay thì em có mua một con cho một anh ở Nam Định, là con Akufei FL15, F15L đây, đây là ghi Electronic Frequency Viewing Network F15L. Thì con này cũng khá mới, nói chung là chỉ tầm 85-90% thôi, chứ cũng không được đẹp xuất sắc như con Lockman 200 hôm trước. Con này thì cũng made in Japan đấy, 100V, 50Hz, 30W. Đấy, thì các cổng cắm input output cái này coi trên lắp nâng tiếng rồi lắp cục đẩy cái thứ gì thì vào đây ok này, rất nhiều led loay các thứ, 5 cổng mỗi mỗi input mỗi cái 2 cổng, output một cái 3 cổng. Bên này thì là AV có thứ vào. Con này mua cho một anh Trung ở dưới Nam Định thì có giá con này khoảng tầm 10 15 triệu mấy, nặng tầm 10 cân. Tí nữa em sẽ đóng gói để và gửi về luôn cho đợt này, hàng này về luôn cho các anh. Thì con này thì em cũng không 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 xanh lắm, là con này nó chức năng gì thì trên mạng này cũng ít những con ít thông số của con này. Đây thì nó có hai bên này, bật cái nắp này lên thì nó có bên này là 650Hz Akufei, bên này là 7000Hz Akufei, crossover board, cái này cái bảng mạch, cái bảng đây thì nó có các cái phím trước của nó, low left, middle left và high left. Thì có các cái nấc chỉnh khi mà mình ở tần số thấp, tần số cao, âm 0,5 dB, đây âm 0,5 dB, 0,5 dB hết rồi. Âm 0,5 dB là cái gì em cũng không sành lắm, nhưng đây có ba nấc đây để nấc chỉnh cái khi mà dùng ở mức thấp phía bên trái, thấp ở bên phải, và các cái đây thì anh Trung anh có gửi tiền cho em, nhưng mà đợi em đi làm thì cũng khá bận, thì cái em chưa nhận được cái tin nhắn hàng về, thì anh ấy cũng lo là em sau em bùng mất. Thì em sau anh ấy bảo là ok chụp lại cho anh cái chứng minh thư hoặc là cái hộ chiếu để cho anh ấy tin tưởng ấy. Thì em bảo thế thôi, chiều về em nhận tiền này, em trả lại tiền cho anh trừ 5% phí hủy hàng cho em, để em trả lại tiền cho anh không phải lăn tăn. Thế là sau tận tận chiều chiều thì em mới nhận được cái tiền. Vì anh gửi khác ngân hàng, anh về Vietcombank, mà em sang Agribank nhưng nó cũng hơi chậm một chút. Em thì có cái ứng dụng với số điện thoại chuyển vùng quốc tế nên là vẫn nhận thông báo bình thường. Thì sau bảo anh đưa số tài khoản đây thì em gửi lại tiền em trả. Thì anh bảo thôi thông cảm, thì là anh cũng lo, thì cái đấy em cũng biết, tại vì thực ra khi mình gửi một số tiền lớn mười mấy triệu bạc đi thì mà bên này báo chưa nhận được tiền thì cũng ghê thật. Nhưng mà nếu mà em là lậy thì em chặn luôn Facebook cái thứ gì em gì mà em phải nhắn lại em gì, đúng không các bác? Đấy thì con này một bên hông nó không có cái tấm này, đấy, cũng khá là long lanh ấy chứ. Đấy thì sau anh bảo thôi mua cho anh thì gửi về cho anh.
đây mỗi tiền hàng thôi, còn tiền công tiền vận chuyển nó về bao nhiêu cân thì anh lại trả sau, và anh về anh ấy nhận hàng anh trả. Đấy thì F15L nha các bác, con này hàng đấu giá nhá, nên là các bác là muốn mua hàng đấu giá gì thì cứ nhắn cho em rồi em sẽ, nếu mà có hàng thì em sẽ mua cho thôi, không có khó khăn gì. Hàng đấu giá hoặc là hàng trên web, các bác cần mua hàng ở trên web của Nhật mà không có số điện thoại của Nhật hoặc là không có người quen bên này để nhờ mua thì cứ alo cho em sẽ mua, đặt mua cho và gửi về cho, không vấn đề gì đâu. Đây, hôm nay thì quay một đoạn ngắn của cái con này cho bác xem là hàng đấu giá, và cũng để giới thiệu cái việc mua hàng đấu giá của em hoặc là hàng trên mạng của em, thì cũng như là nhiều bạn ở bên này cũng có nhận mua hàng đấu giá, hoặc là nhiều công ty nữa có mua hàng đấu giá hoặc là mua hàng trên web. Thì nhân tiện thì nếu mà các bác cần có xem kênh của em mà có nhu cầu mua hàng đấu giá thì em vẫn nhận hàng và mua hàng. Đấy thì em xin cảm ơn các bác theo dõi kênh ủng hộ cũng như là đã đặt hàng bên em, tin tưởng và đặt hàng. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các cái video lần sau. Em xin chấm dứt video ạ.